Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tây tháng 4 năm 2022. Sáng nay kênh Việt Vision có đăng một cái tin như sau. Thành phố Hồ Chí Minh xóa sổ 12 sư đoàn của Đào Minh Quân sổ khám. Tóm tắt lại như sau. Hiện nay trên các cái cơ sở hệ thống thông tin chính thống như là các cái báo đài của nhà nước Việt Nam cũng đã đưa tin bắt đầu từ ngày 18 là phiên tòa sơ thẩm thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra xét xử 12 bị can trong cái vấn đề liên quan đến cái hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam do tổ chức Đào Minh Quân ở hải ngoại. Nó đã dung dưỡng, kích động, lôi kéo và hiện nay 12 cái bị can đó cũng đã được các cái cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam thu thập đầy đủ các cái thông tin tư liệu liên quan đến cái hoạt động của nhóm này và chính thức là phiên tòa đã đưa ra xét xử với những cái tội danh vi phạm các cái điều khoản quy định của nhà nước Việt Nam hiện hành thì chắc chắn là những người này cũng sẽ bị trừng trị một cách thích đáng. Nhân vật Đào Minh Quân này ở hải ngoại chúng tôi đã biết từ lâu, do ông tự quảng cáo, cái tổ chức của ông quảng cáo rầm rộ ở khắp các nhóm email, thành ra chúng tôi cũng được thấy hình ảnh hoặc là lâu lâu có những cái cuộc tụ tập của những người Việt biểu tình hay là đi diễn hành Tết thì tổ chức của ông Đào Minh Quân cũng có xen vào đó và cũng có lấn trên cái diễn đàn, ăn trộm cái diễn đàn của người ta thì cũng bị người ta đuổi, thì chúng tôi cũng chỉ biết được những cái lúc đó hoặc là chúng tôi cũng cười, buồn cười là lâu lâu à ông tự xưng thủ tướng. Chúng tôi nói tự xưng là tự vì thật ra đó thì cái hoạt động của ông nó không ai biết cả. Ông mướn được đâu một số người chung quanh ổng mặc áo này áo kia rồi cũng giả vờ. Thật ra thì ổng cũng chịu khó cũng thu thập cũng làm ra những cái bản cương lĩnh này kia nọ, làm như là một chính phủ thực sự. Còn cái ngoài cộng đồng thì chúng tôi thấy là ổng không có chiêu dụ được ai, không có tuyên truyền được ai, thành ra cộng đồng không ai biết, mà lâu lâu rồi nghe ổng tự xưng lên từ thủ tướng tự xưng lên làm tổng thống, rồi từ tổng thống lâu lâu rồi bây giờ lại xưng lên làm hoàng đế. Thì chúng tôi mỗi lần nghe như vậy thì chúng tôi chỉ cười thôi và không ai xem ông ra gì cả, là vì chúng tôi biết là ở xứ Mỹ này nhà anh cư vi bất thiện, mà miễn làm sao mà đừng có trái với cái luật Mỹ là an toàn thôi. Mà những cái hoạt động đó thì có thể là có hại đến quốc gia khác chứ đâu phải là hại quốc gia Mỹ, thành ra mấy ông vẫn cứ tiếp tục làm thôi, mà những người bị gạt là những người ở Việt Nam. Thì thật ra cái trang mạng sachim.net của chúng tôi cũng đã có đăng một cái bài của tác giả Lê Xuân Nhượng, tựa đề là Đào Minh Quân, ông là ai? Xin trình bày lại cho quý vị nghe để cho quý vị biết. Cái bài này viết từ hồi năm 2015 lịch, tức là cách nay cũng 7 năm. Thì những hoạt động của ông có trước khi, cho nên người ta bây giờ người ta mới viết. Thì trước khi vào bài đó, tòa soạn có nhắc lại một cái câu thơ của nữ sĩ Minh Hà rất là lâu, từ hồi năm 1975-76 gì đó, thì cũng có những cái tổ chức chống cộng ở đó đây. Thì nữ sĩ đó viết trong sách như sau: nhìn con mẹ quá não nề, con ơi con chỉ đóng hề được thôi. Thì chúng tôi thấy là hai cái câu này áp dụng cho thủ tướng, tổng thống, hoàng đế Đào Minh Quân là rất là thích hợp. Và kính thưa, bài của tác giả Lê Xuân Nhượng bắt đầu viết như thế này: trong thời gian qua, một người tự xưng thủ tướng là ông Đào Minh Quân đã làm nhiều việc, xin tạm ôn lại dăm ba việc làm tiêu biểu của ông ta. Nhất là đạp mặt hình Hồ Chí Minh. Từ nhiều năm nay, ông Đào Minh Quân xem việc ký tên đạp chân vào trên ảnh của cố lãnh tụ Hồ Chí Minh là cái điều kiện căn bản để được ông ta công nhận là người chống cộng, nhận làm hội viên của ông. Hội viên đó là Chánh phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hoặc là trả lời các ý kiến gửi đến ông ta.
Thế nữa, ông Đào Minh Quân sống ở Mỹ nhưng ông ta không biết rõ quan niệm và thái độ của người Mỹ đối với việc bôi lem hình ảnh của người khác. Một thí dụ điển hình là hiện nay có hai ứng cử viên tổng thống nổi bật là bà Clinton, đảng Dân Chủ, và ông Trump của đảng Cộng Hòa. Thế mà cả hai đều đã bị in ảnh lên giấy vệ sinh. Nếu cho rằng ứng cử viên chưa quan trọng bằng chức vụ đắc cử, thì chính ông Obama là tổng thống đương nhiệm của siêu cường Hoa Kỳ, mà hình ảnh tổng thống ấy cũng đã và đang bị in trên các cuốn giấy dùng để xài trong toilet. Như thế, người Mỹ xem việc bôi bẩn hình ảnh của người khác là một trò đùa tinh nghịch, tinh quái, trò chơi khăm, chơi xỏ, chơi ác, cho vui, mà các diễn viên hài kịch và các nhà bình luận thời sự đã chơi các chính trị gia từ nhiều thế kỷ qua, và các nhân vật bị chơi như thế vẫn xem đó là chuyện đùa, không đáng quan tâm. Vì chỉ chú trọng điều kiện căn bản ấy mà tin phối kiểm của ban an ninh nội chính, nên ông Đào Minh Quân đã bị ba ông Nguyễn Hiệp, Trần Đình Thanh và Nguyễn Linh xâm nhập vào hội Chánh phủ Việt Nam Quốc gia lâm thời để thao túng nội bộ và đã giả lệnh của Tổng thống Barack Obama trước phế Thủ tướng Đào Minh Quân. Đấy, đây là những cái người ở hải ngoại họ chơi với nhau. Theo sắc lệnh khẩn ngày 8 tháng 9 2015 của Chánh phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì ông Đào Minh Quân trước kia là Tổng thống Chánh phủ Quốc gia lâm thời Việt Nam Cộng Hòa đã bị cách chức từ ngày 22 tháng 8 năm 2015 và bị gạch tên, không còn trong Chánh phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời nữa, và thành phần lãnh đạo mới là ngài Hiệp Nguyễn, Thủ tướng Chính phủ lâm thời, ngài Thanh Đình, tức là Trần Đình Thanh, là Phó Thủ tướng lâm thời Chánh phủ Quốc gia lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Như thế, đây là một cuộc đảo chánh nội bộ. Ông Đào Minh Quân bị cách chức và sa thải, chứ không có vấn đề giả lệnh của Tổng thống Barack Obama trước phế Thủ tướng Đào Minh Quân gì cả. Ông Đào Minh Quân đề cập lệnh của Tổng thống Barack Obama trong vụ này, chứng tỏ ông ta là tên nô lệ ngoại bang, tự tưởng mình được Tổng thống Mỹ nặng ra nên bị sa thải mà gọi là trước phế cho oai, cũng phải do lệnh của Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, đây là tất cả những chuyện này là nhắc lại ở đây trong bài mà nhắc lại mà chúng tôi còn ngạc nhiên, tức là không biết là những chuyện đó đã xảy ra nữa. Tức là những chuyện đó chỉ có trên giấy tờ và chỉ có trong vòng những cái người ở trong nội bộ họ chơi với nhau, họ chơi bằng thư từ, bằng những cái giấy tờ chẳng có ra, chẳng có ai biết gì cả, chẳng có giá trị gì cả. Về ông Nguyễn Hiệp nêu ở mục 14-15, thì trước khi đảo chánh ông Đào Minh Quân, ông Hiệp đã được ông Quân tin dùng phong cấp đại tá. Đại tá Nguyễn Hiệp cùng trung tướng Nam Sơn giới thiệu với ông Quân một người tên là Nguyễn Đình Thanh, và ông Quân đã cử ông Thanh qua làm đại biểu chính phủ tại Đức. Sau đó mới khám phá ông Thanh là cán bộ Việt Cộng, nên ông Đào Minh Quân đã trục xuất ông Thanh ra khỏi hội Chánh phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó là kết quả của điều kiện đạp mặt Hồ Chí Minh và tài năng của ban an ninh nội chính đóng ngoặc. Việc thứ hai ông tổ chức của ông Đào Minh Quân làm là gì? Đưa Đại tướng Lê Văn Dũng về làm Tổng trưởng Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam. Ngày 29 tháng 6 năm 2015, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân đã ra thông báo như sau. Mở ngoặc, theo tin phối kiểm của Ban An ninh Nội chính Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì Phùng Quang Thanh đã chết trên đường đưa về nước. Để tránh nội loạn, Thủ tướng Đào Minh Quân đã mời Đại tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Quốc phòng thay thế cho tên Việt gian Phùng Quang Thanh. Vậy, yêu cầu ông Đào Minh Quân thông báo tiếp cho mọi người biết là ông Lê Văn Dũng là ai, được ai, thẩm quyền nào, thăng cấp đại tướng ở đâu, vào ngày giờ nào, căn cứ vào thành tích gì. Sau tin phối kiểm của ban an ninh nội chính rằng Phùng Quang Thanh đã chết, còn có những tin phối kiểm nào khác nữa?
Việc Lê Văn Dũng thay thế Phùng Quang Thanh đã diễn ra thế nào, kết quả ra sao? Và nhất là hiện nay Đại tướng Lê Văn Dũng làm gì, ở đâu? Thưa quý vị, đây là cái văn phong của tác giả Lê Xuân Nhuận. Và tác giả Lê Xuân Nhuận cũng là người thuộc phe Việt Nam Cộng Hòa. Điều thứ ba mà ông Đào Minh Quân làm là gì? Là chấp thuận cho Hoa Kỳ và đồng minh tuần tra trong hải phận Việt Nam. Quý vị nghe có buồn cười không? Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã phổ biến một bản tường trình như sau. Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng họp riêng với các giới chức Việt Nam thân cận để cho biết và lắng nghe ý kiến về việc tàu chiến Hoa Kỳ sẽ tiến vào hải phận Việt Nam, nơi tàu cộng đang xâm chiếm trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 24 tháng 10 năm 2015, Chính phủ họp nội các, cho đến chiều cùng ngày thì Thủ tướng quyết định chấp thuận cho Hoa Kỳ và đồng minh tuần tra trong hải phận Việt Nam. Và Thủ tướng ban hành sắc lệnh số 2/25/10/2015/TT lúc 23 giờ cùng ngày. Ngày 25 tháng 10 năm 2015, sắc lệnh số 2/25/10/2015 được khẩn cấp chuyển đến Trung tướng Quách Thế Hùng để dịch thuật và hoàn tất lúc 1 giờ rưỡi rạng sáng ngày 25 tháng 10 để gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ lúc 2 giờ sáng và sau đó thông báo để các giới chức liên hệ. Quyết định điều động Hải quân Hoa Kỳ tuần tra trong vòng 12 hải lý quanh các hòn đảo nhân tạo của tàu cộng là kết quả của một quá trình suy tính có tầm chiến lược toàn cầu của các bộ óc siêu Việt, cuối cùng đã được báo chí loan tin vào ngày 2 tháng 10 năm 2015 rồi. Thí dụ như là cái bản tin tiếng Mỹ là Hoa Kỳ đã thực hiện việc đó, báo chí đã loan tin ngày 12 tháng 10 năm 2015. Hai tuần sau thì ông Đào Minh Quân mới biết việc đó, cho nên vào ngày 28 tháng 10 2015 mới vội tường trình bịa chuyện là mình đã họp nội các và ký sắc lệnh số 2/25/10/2015 vào ngày 25 tháng 10 2015. Xin lỗi quý vị, tôi đọc tôi không nín cười được. Hoa Kỳ hành động như thế cho phép Hoa Kỳ hành động như thế trong lúc tin tức đã tiết lộ chuyện đó từ ngày 2 tháng 10 năm 2015, chậm nhất là từ ngày 12 tháng 10 rồi. Sau đây là sắc lệnh của ông Đào Minh Quân chấp thuận cho Hoa Kỳ và đồng minh tuần tra trong hải phận Việt Nam. Ông viết như sau: Tôi xin toàn dân ủng hộ ba quyết định sau đây. Thứ nhất, chấp thuận cho Hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam. Thứ hai, Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải cam kết tôn trọng bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và tuân hành sự điều động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do tôi lãnh đạo. Đây là rõ ràng là một lá đơn của ông Đào Minh Quân xin đồng bào Việt Nam ủng hộ ba quyết định của ông ta, nhưng chưa thấy đồng bào trả lời thế nào thì ông ta đã ban hành sắc lệnh là một quyết định ở cấp tối cao trong nước mà lại quyết định rằng Hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải tuân hành sự điều động của ông ta. Chuyện thứ tư, ông được Tổng thống Clinton công nhận là Thủ tướng của Việt Nam. Quý vị nghe chuyện thứ tư nhé. Việc ông Đào Minh Quân lừa gạt người kém tiếng Anh đã bắt đầu từ lâu, đặc biệt với vụ gọi là Tổng thống Clinton gửi thư cho mình vào ngày 28 tháng Giêng năm 1994. Nguyên văn bức thư viết như thế này. Để xin chiếu cho quý vị coi. Nội dung bức thư là để cảm ơn ông Đào Minh Quân vì đã phát biểu ý kiến tán đồng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cũng như trả lời bất cứ người nào đã gửi thư đến theo lối xã giao và tâm lý chiến, và ghi là
Kính gửi ông Đào Minh Quân ở địa chỉ Provisional National Government of Vietnam, là như là một cái tên hiệu vậy đó, chứ không có cái chữ Prime Minister, tức là thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và nhất là không có cái chữ nào đề cập đến cái chức vụ hoặc vai trò gì của ông Đào Minh Quân cả. Và lại hai chữ Dear Đào thay vì Dear Quân, chứng tỏ là người gửi xem thường người nhận. Thế mà ông Đào Minh Quân đã tuyên bố ngày 28 tháng Giêng năm 1994 là Tổng thống Bill Clinton đã chính thức gửi công hàm đầu tiên nhìn nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và vai trò của Thủ tướng Đào Minh Quân. Sau cái năm 1994 ấy, Hoa Kỳ chính là Tổng thống Clinton đã quang minh chính đại bình thường hóa liên hệ ngoại giao với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1995. Đấy, chuyện thứ 5, ông nói được Tổng thống Bush chúc mừng Hội Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Năm 2005, ông Đào Minh Quân làm cái gì đó, có gửi thư mời Tổng thống Bush đến tham dự. Chúng tôi xin lỗi, ông tác giả Lê Xuân Nhưỡng nói là làm cái gì đó. Làm cái gì đó thì chúng tôi cũng không biết. Thì ông có gửi thư mời Tổng thống Bush đến tham dự. Sau đây là thư trả lời của Nhà Trắng. Quý vị nhìn thấy cái lá thư này của Nhà Trắng đây. Nội dung con dấu bưu điện ngày 28 tháng 6 năm 2005. Xin dịch như thế này. CP Quốc gia Việt Nam lâm thời, Tòa Bạch Ốc cảm ơn quý vị đã có hảo ý gửi thư mời Tổng thống Bush. Do thủ tục kiểm soát thư từ, văn phòng chúng tôi đến nay mới nhận được thỉnh cầu ấy của quý vị. Tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không hồi âm kịp trước buổi lễ trước buổi lễ của quý vị. Cảm ơn quý vị đã thông cảm cho. Tổng thống Bush gửi đến quý vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Kính chào, Melissa Bennett, trợ tá về diễn kiến và thời dụng biểu. Đó là những câu thường dùng mẫu thư xã giao theo thông lệ. Chứ có cái gì mà ông Đào Minh Quân khoe rằng đã được Tổng thống Bush chúc chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thành công tốt đẹp nhất đâu. Ở đây chúng tôi có cái nguồn website. Tôi nhớ năm 1954 tôi được động viên, tôi đây là tác giả Lê Xuân Nhượng, tôi được động viên chuyên môn vào làm việc tại phòng 5 Bộ Tư lệnh Đệ nhị Quân khu đóng trong Đại nội Huế. Một hôm có dăm anh chị em văn nghệ sĩ gặp nhau tại bàn giấy của họa sĩ Lê Văn Sắc. Anh Sắc đưa cho mọi người xem một văn bản có đóng dấu đỏ của chính quyền địa phương. Tôi đọc thấy như sau: Quốc gia Việt Nam, Bộ Quốc gia Giáo dục Sài Gòn, ngày tháng năm 1954, kính gửi ông Lê Văn Sắc, địa chỉ Bộ tôi trân trọng phúc đáp thư ông đề ngài Trường hợp của ông đã tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp tại trường Đại học Paris niên khóa Nay ông muốn đổi lấy bằng cử nhân văn chương Việt Nam thì Tổng trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ký tên Vương Quang Nhường và đóng dấu. Phía dưới là trích sao y nguyên văn do quận trưởng cảnh sát quận Hà Nội ký tên và đóng dấu đỏ cùng dán con tem thuế lệ phí. Vì tôi nguyên làm việc ở cơ quan cảnh sát nên tôi biết rõ chuyện đó. Nhân viên phụ trách chỉ việc chép y nguyên văn câu viết trong thư của ông Lê Văn Sắc. Tôi đã tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp tại trường Đại học Paris mà thảo văn bản trả lời, rồi ông Sắc lại trích sao đoạn ấy mà xin thị thực, nên anh chị em tin rằng anh ấy đã đậu cử nhân văn chương Pháp thật. Trường hợp ông Đào Minh Quân cũng thế. Ông Quân viết thư xưng mình là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nên nhân viên văn phòng của các quan chức nhận thư cũng chép lại y câu đó trong thư trả lời. Chuyện thứ 6, được Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ
gửi thư cho Thủ tướng Quân. Ông Đào Minh Quân khoe là vào ngày 29 tháng 10 năm 2015, ông ta có nhận được một vi thư là email của ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, xin tiền yểm trợ, trong đó có ghi ở phần mở đầu là Thưa Thủ tướng Quân, và ở phần kết thúc là Cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Quân. Ngày 29 tháng 10 năm 2015 là ngày ông Paul Ryan được bầu và trở thành Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Các nhân vật dân cử từ Tổng thống trở xuống cũng như các tổ chức xã hội thiện nguyện đều có ít nhất là một ban phụ trách quyên tiền. Họ lập danh sách cảm tình viên và dò qua Internet ghi vào sổ danh tính và địa chỉ của những người khác mà họ thấy được, rồi dựa vào đó mà liên lạc xin yểm trợ tiền. Nếu ông Đào Minh Quân được lọt vào danh sách đó thì hẳn ông ta đã từng nhận được nhiều email của nhiều người khác xin tiền kiểu đó. Người phụ trách dùng một công cụ gọi là Mail Merge để máy tự động điền tên, địa chỉ, cách chào hỏi, xưng hô lần lượt vào mỗi bức thư gửi cho từng người, gửi thư hàng loạt. Ông Đào Minh Quân tự xưng là Prime Minister Quân và được ghi nhận như thế, thì người ta điền vào đoạn đầu và đoạn cuối bức thư như thế, như là một cái tên, cái hiệu chứ không phải là một chức vụ. Đối với người Mỹ, Prime Minister Quân nghĩa là Thủ tướng họ Quân, một sự xúc phạm trong việc xưng hô tình cờ nhằm vào ngày 29 tháng 10 năm 2015. Chứ vào ngày đó, ông Đào Minh Quân thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông Paul Ryan. Đương nhân đâu có hoàn cảnh và thì giờ mà gửi email xin tiền đến nhiều người.